Hello, xin kính chào quý anh chị. Nhạc cụ Lê Huy Long An gửi tới quý anh chị cây guitar acoustic, hiệu của nó là Valiant, model là VD10TS. Đây, cái tem của nó còn rất là mới. Những cái dòng này thì là guitar mang tiếng là guitar nội địa Nhật, thường thường thì gia công tại Trung Quốc nhưng mà xuất sang thị trường Nhật, tiêu thụ tại thị trường Nhật. Chất lượng nó khá là tốt mọi người, nên được mọi nhiều người rất là ưa chuộng. Tại vì giá thành rẻ mà chất lượng thì rất là tốt so với tầm giá. Cái đàn này thì hiện trạng là rất là mới, khá là đẹp. Mọi người thấy có những cái vết chày sử dụng của nó thôi. Đó, những cái này thì mình phải chịu rồi ha. Đàn sử dụng rồi thì có những cái vết chày đó là đương nhiên. Những cái mặt tớp nhưng mà khá là đẹp. Màu của nó khá là đẹp đó mọi người. Màu xanh bên. Lược zin, màu gỗ cũng khá là tốt luôn. Cái này mấy chỗ này mọi người thấy cái đèn nó rọi rõ lắm nha, nên mình những vết dơ thôi chứ không phải là gì hết, rất là bóng. Chốt và lược đều rất là đẹp, mặt tớp là cũng đẹp luôn. Phím cây này thì phím thép nó màu vàng đồng rồi, còn sáng nữa. Lược là cũng zin luôn. Đây có chữ thương hiệu Valiant nè mọi người, cũng còn khá là đẹp ha, mới. Thì cái bộ khóa của nó có những cái vết nó giống như bị ố thời gian và nó có bị chày hai chỗ này xíu ngay cái đầu cần. Cái này là mình vệ sinh sẽ ra nha mọi người. Đây chữ máy in China, cần đàn còn khá là đẹp luôn, thẳng tắp, không có cái vết nào mà gọi là lỗi nặng hết, đa phần là những cái vết sử dụng thôi mọi người, vết chày nhẹ thôi. Đây quý vị, có cần cũng nguyên vẹn luôn, khích khao nguyên vẹn, cần đàn khá là đẹp, hông đàn. Cái này thì giá rẻ lắm mọi người, mình giao dịch trực tiếp thì giá là một triệu ba mọi người, còn mà ship luôn á toàn quốc thì mình thêm 200k nữa mọi người, là 1,5 triệu. Xấu nhẹ chỗ này, chày nhẹ chỗ này. Cái này dán thùng to, dán đê thùng to. Âm thanh nó rất là sáng. Rồi mình đo cái xanh cho mọi người xem. Nó thấp hơn dây 6, định mức 6 chút xíu nha mọi người. Ánh xanh nó đang hơi thấp. Như vậy. Xem kỹ cần đàn ha, nó còn khá là đẹp. Cái này thì màu sắc ngoại hình thì khá đẹp đó mọi người, rất là đẹp, to, có thương hiệu ở đầu cần. Tổng quan nó là như vậy ha mọi người. Rồi mình sẽ test sơ âm thanh cho mọi người nghe ha. Cái này xanh nó đang khá là thấp không? Theo mình là nó thấp hơn bình thường, thấp hơn định mức bình thường đó thì nó khá nhiều.
thanh nó sáng và bấm nhẹ tay lắm mọi người. Những cái này accent nó đang rất là thấp ha, nên mình bấm rất là nhẹ tay, nó phù hợp cho học tập, tập luyện lâu dài mà không gây mỏi tay là một. Với lại mình chơi văn nghệ cũng rất là tốt luôn. Những cái này giá thành rất là rẻ, chỉ khoảng 1,3 triệu tới 1,5 triệu thôi. Mình đã có một cây guitar bãi Nhật rồi, thị trường Nhật nhưng mà gia công tại Trung Quốc thôi, chất lượng nó vẫn rất là tốt nha mọi người. Mình chỉ là cách sơ âm thanh cho nhau mọi người. Ở ngoài mình sẽ nghe âm thanh nó sẽ khác hơn và sẽ nghe rõ hơn, to hơn qua điện thoại. Rồi mọi người nhìn lại cái ngoại hình của cây đàn trước ha. Cây này hiệu nó là Valian, model là VD10TS, gia công tại Trung Quốc, xuất thị trường Nhật. Nó là dạng guitar nội địa Nhật hoặc là hàng bãi Nhật đó mọi người. Rồi. Ngoại hình còn khá là đẹp, theo mình đánh giá là trên 90% ha. À, màu sắc rất là đẹp nè. Cây này thì giá là 1,3 triệu nếu mà giao dịch trực tiếp, hoặc là mọi người có thể ship code nha mọi người, giá là 1,5 triệu, bên mình bao phí ship. Tất cả đều nguyên bản và còn rất là đẹp. Rồi. Ngựa đàn còn liền lạc nha mọi người ha, màu gỗ cũng khá là đẹp luôn. Miếng dán chống chày cũng còn mới, cái tem còn rất là mới nè mọi người, thấy cái tem không? Cây này chắc cũng mới sản xuất đây thôi, cái tem còn mới quá nè. À, phím thép thì nó màu vàng, accent thì đang ở mức rất là tốt. Rồi mọi người có thể liên lạc với số điện thoại là 0918 910291 và Zalo là Lê Nhật Huy để mình trao đổi thêm về thông tin cây đàn cũng như hình ảnh nha mọi người. Rồi cây này là Valian. À, giá là 1,3 triệu cho tới 1,5 triệu, nếu mà bao phí ship là 1,5 triệu. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi Nhạc Cụ Lê Huy thời gian qua. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.